tụi em không thoải mái từ bên trong có nghĩa rằng tụi em đang diễn giả. Sạch sâu. Không thấy sâu đâu cả, sảng khoái hơn nữa. Sạch sâu. Em ơi, em che mất tên sản phẩm của chị rồi. Em nên nhìn vào monitor bởi vì tất cả những gì em có sẽ ở trên monitor. Nếu em cứ mãi follow từng thí sinh một là em sẽ bỏ mất qua cái tổng thể. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với team của huấn luyện viên Vũ Thu Phương ạ. Xin mời ạ. Là đội đầu tiên để vào thực hiện thử thách bay lên thì mình rất là hào hứng và rất là mong đợi. Phân đoạn này, mỗi đội sẽ có 5 lượt kéo lên. Ok chưa? Tự tin chưa? Rồi ạ. Rồi. Ok. 2, 1, dạ! Mà đu dây lên á, nhìn xuống dưới rất là nhiều huấn luyện viên và bao giờ cái khách hàng nữa. Cái sự lay quay của team mình bắt đầu xuất hiện. Không sợ hãi khúc đầu, thần thái ngay lập tức. 2, 1, giết. Sữa rửa mặt băng tuyết, 3 tác động, Via chương. Sạch sâu. Vừa áp lực từ tâm lý, vừa áp lực từ thời gian, từ bối cảnh thì Liên thấy là đúng là một điều không thể tránh khỏi được. Em nói về cái sản phẩm của nhãn hàng thì tụi em phải năng lượng hơn, thoải mái hơn. Khi tụi em không thoải mái từ bên trong có nghĩa rằng tụi em đang diễn giả. Dạ. Dạ. Sạch sâu. Không thấy sâu đâu cả, sảng khoái hơn nữa. Sạch sâu. Em ơi, em che mất tên sản phẩm của chị rồi. Thế là nhãn hàng chồng rất là có tâm, đã nói thẳng vấn đề khi mà mình sai lầm để mà từ đó là mình sẽ không phạm phải nữa. Vũ Thu Phương, em nên nhìn vào monitor bởi vì tất cả những gì em có sẽ ở trên monitor. Nếu em cứ mãi follow từng thí sinh một là em sẽ bỏ mất qua cái tổng thể. Team của Kinh Thi là team bất ổn, rối loạn và nhìn rất là tội luôn á. Team của Kinh Thi, cho nên mấy bạn hãy nghĩ mất bình tĩnh. Nào các em, hít thở, định tâm thư thái thanh thản thôi. Bay. Sữa rửa mặt băng tuyết, 3 tác động, Via chương. Sạch sâu. Tẩy da chết, dịu nhẹ. Chống oxy hóa. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Via Go, love your skin, love yourself. I love you. Những sụt đầu thì còn hơi bị vấp và hơi bị khớp một xíu, nhưng mà về sau sụt cuối là ok cả team hết. Em nên nhìn vào monitor bởi vì tất cả những gì em có sẽ ở trên monitor. Nếu em cứ mãi follow từng thí sinh một là em sẽ bỏ mất qua cái tổng thể. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với team của huấn luyện viên Vũ Thu Phương ạ. Xin mời ạ. Là đội đầu tiên để vào thực hiện thử thách bay lên thì mình rất là hào hứng và rất là mong đợi. Phân đoạn này, mỗi đội sẽ có 5 lượt kéo lên. Ok chưa? Tự tin chưa? Rồi ạ. Rồi. Ok. 2, 1, dạ! Mà đu dây lên á, nhìn xuống dưới rất là nhiều huấn luyện viên và bao giờ cái khách hàng nữa. Cái sự lay quay của team mình bắt đầu xuất hiện. Không sợ hãi khúc đầu, thần thái ngay lập tức. 2, 1, giết. Sữa rửa mặt băng tuyết, 3 tác động, Via chương. Sạch sâu. Vừa áp lực từ tâm lý, vừa áp lực từ thời gian, từ bối cảnh thì Liên thấy là đúng là một điều không thể tránh khỏi được. Em nói về cái sản phẩm của nhãn hàng thì tụi em phải năng lượng hơn, thoải mái hơn. Khi tụi em không thoải mái từ bên trong có nghĩa rằng tụi em đang diễn giả. Dạ. Dạ. Sạch sâu. Không thấy sâu đâu cả, sảng khoái hơn nữa. Sạch sâu. Em ơi, em che mất tên sản phẩm của chị rồi. Thế là nhãn hàng chồng rất là có tâm, đã nói thẳng vấn đề khi mà mình sai lầm để mà từ đó là mình sẽ không phạm phải nữa. Vũ Thu Phương, em nên nhìn vào monitor bởi vì tất cả những gì em có sẽ ở trên monitor. Nếu em cứ mãi follow từng thí sinh một là em sẽ bỏ mất qua cái tổng thể. Team của Kinh Thi là team bất ổn, rối loạn và nhìn rất là tội luôn á. Team của Kinh Thi, cho nên mấy bạn hãy nghĩ mất bình tĩnh. Nào các em, hít thở, định tâm thư thái thanh thản thôi. Bay. Sữa rửa mặt băng tuyết, 3 tác động, Via chương. Sạch sâu. Tẩy da chết, dịu nhẹ. Chống oxy hóa. Nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Via Go, love your skin, love yourself. Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. BU Academy, học viện đào tạo người mẫu chuyên nghiệp hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Đón xem tập tiếp theo của chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 18 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Maxi Media GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial.
slap, rap, rap.